đã có chậu trồng cây nhỏ, có đất rồi, ta mua thêm dụng cụ làm vườn thôi. Mà đâu cần mua dụng cụ chuyên nghiệp chi, chỉ cần mua các loại nho nhỏ nè, mua các loại dụng cụ làm vườn mini thôi. Dụng cụ để cào đất cho tơi lên nè, hoặc dùng xẻng nhỏ mini múc đất trồng cây nhỏ hoặc gieo hạt, tưới cỏ cũng vui. Thử ngay các dụng cụ trồng rau, trồng cây cảnh nhỏ tại nhà này nha, hoặc dùng đào gốc lên sau khi trồng cũng tốt nè.